Rồi chào tất cả các bạn nha. Nay mình kéo cái phà này lên mình sửa chữa lại chút xíu nha các bạn. Để cho cái con W kia của nó đi cái phà này nha. Rồi. Con nó lên không nổi vậy. Dữ gì ta? Phài đâu nặng dữ kìa. Đó, rồi sức mẹ luôn rồi. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Trước khi ta chi bên kia nó đang múc đất lẻ bên kia kìa nha. Không biết tài xế bên nó múc cái gì nữa. Bên mình nay mình kéo cái phà này lên đi. Ôi, nặng dữ vậy. Đó. Nay mình kéo rồi lên mình sửa chữa chứ mình không có sơn lại nha. Y gan cũ vậy đó mà mình sửa chữa lại mình thấy nó hơi yếu rồi nè. Hôm nay gì mà lái chưa quen nữa. Nó lên rồi đó. Ôi trời bắt đầu mưa nhỏ nhỏ luôn rồi các bạn ơi. Hôm nay khó kéo dữ à. Nó lên trên bờ nãy mình cái này mình chép cái sình vô mới vừa á. Rồi sức cái miếng nó lên thấy không? Lên đây mình sửa chữa lại. Nó mạnh quá chừng mạnh. Rồi, qua đây mình coi qua nha các bạn. Trời ơi, nhóm nhóm cái phà luôn vậy. Và nặng quá chừng nặng luôn á. Đó, kéo lên trên đây, xích bên đây chút xíu nha. Coi tài xế con ba múc muốn chìm luôn kìa. Thấy ghê không? Ừ, tới lên trên bờ rồi chạy hai bánh xích nó cũng đi nữa kìa. Rồi. Rồi xong phim nhỏ luôn. Rồi cho nó nằm đó luôn đi. Rồi tài xế múc hay quá. Xong phim luôn. Nè các bạn ơi coi nè. Ồ tài xế lâu lâu ra cho múc nè nha. Rồi xong chạy lại không kịp nha các bạn. Lật ngủm nhỏ rồi nè, ướt nhẹp luôn rồi. Mới gỡ ra luôn nè, ướt nhẹp luôn. Là chắc dục bỏ luôn quá. Xong 160.000 nha. Ra đây nè mình mới mở nè. Nãy nó nằm tuốt dưới đây lần nha. Nằm tuốt dưới lần. Rồi xong lại nắp lại cho nó nằm ụ đó luôn nha. Xong khuyên nhỏ luôn. Rồi bên đây chuẩn bị xuống phà luôn nha các bạn. Lấy mới lấy cái cần dài ra nữa nè. Cần dài bên đây lại cẩu thử nha. Đó giờ xuống phà chơi nha. Thank you.
rồi xong thiếu chiếc phà rồi. Không, lần này thấy xuống phà an toàn hơn không? Rồi mưa luôn rồi. Rồi giờ đang mưa, quay mưa luôn, lãng nhách luôn. Đó, rất hộp ướt rồi đâu. Giờ này còn mưa rồi nữa. Rồi đậu ngay đây nha các bạn. Rồi tới cây cần dài gấp lẻ này xuống phà nha. Lại vớt cái chiếc này. Đó. Lật ngủm thấy ham không? Ra dầu nhớt luôn rồi kìa. Đó, lại chuẩn bị chục vớt nha. Đã hết mưa để hả quay nữa. Đó giờ nó ngập nước chùm bẹp nhiều, ướt vô ướt cái mặt luôn. Bên đây nó đứng trên bờ kéo. Trên bờ dễ kéo hơn như phà nữa. Ủa không chạy xuống hả? Rồi chạy đi. Vậy vô. Quay to qua kia. Rồi ngay vậy sao vô. Rồi chạy đi. Đó. Giờ chạy xuống phà đó nha. Thả chìm hai chiếc nữa no luôn nè. Rồi rút cái chỏ vô với chạy ba hai bánh xích tới, chạy tới nữa đi, vừa chạy tới vừa rút chỏ luôn. Vừa bên đây chiếc này nó lẹ ghê không. Ấy. Đó, thấy không? Xuống phà thấy dữ không? Yên tiền hả? Bỏ đá xuống đất không động như vậy. Đẩy nó qua chưa. Rồi quay cần đưa vô đây. Máng cho cái chỏ nó nè. Đó máng chỗ khớp này nè. Đó để cái cần xuống ngay đây đây rồi buộc dây. Qua bên đó.
Rồi để xuống luôn đi, để xuống luôn. Ngay cái chỗ này cho mạnh, ngay cái chỗ ra xíu nữa nữa, rồi để xuống, để xuống. Để vậy đi, rồi chuẩn bị thử rồi, lên. Ơi từ từ không được, vô nước chiếc anh này, vô nước chiếc bên đây rồi, không nổi đâu ông nội này, 03 chiếc 07, 2 chiếc 07 cỡ cẩu không nổi. Hãy vú phà bên đây, chiếc này nó dở lên cái nó cái phà nó vô nước, vô nước nè. Đó bên đây cẩu không nổi vậy nha các bạn. Không nổi chiếc thứ ba vô nó thì không có chỗ đứng luôn nè. Ơi chỗ này chặt quá. Bên đây lấy phà cẩu, xe cẩu ra cẩu đi. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn ơi. Đây để mình vô mình lấy phà xe cẩu ra mình sửa nữa. Rồi hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Đó nhớ đón chờ xem với nha.